Nguyễn Việt Thắng sinh ngày 13 tháng 9 năm 1981. Có lẽ, kể từ khi Thắng bế giải nghệ, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể sản sinh ra mẫu tiền đạo có thể hình cao lớn nhưng chơi đầy kỹ thuật, cùng khả năng rất toàn diện như cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm bóng đá tên tuổi của miền Nam thời điểm đó. Việt Thắng được xem là một trong những tài năng của bóng đá Việt Nam. Khi mới 19 tuổi, tiền đạo người Long An lần đầu được gọi lên tuyển năm 2000. Điểm mạnh của Việt Thắng luôn là thể lực, khả năng tỉ đè, dứt điểm, những yếu tố giúp anh trở thành mẫu trung phong đích thực ở câu lạc bộ và đội tuyển. Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu của Việt Thắng bị ngắt quãng bởi nghi án tiêu cực năm 2003 và phải nghỉ thi đấu trong vòng 1.5 năm. Sau này, khi nhắc lại quá khứ đáng quên, Việt Thắng vẫn không hiểu vì sao mình phải nhận án phạt như thế. May mắn cho Thắng Bế, trong khoảng thời gian đấy, anh được huấn luyện viên Calisto gửi sang câu lạc bộ Porto B của Bologna tập luyện nhằm duy trì phong độ. Chính quá trình tập luyện ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp châu Âu đã giúp Việt Thắng trở lại bóng đá mạnh mẽ hơn. Sau khi được giảm án từ 3 năm xuống 1.5 năm, chỉ còn 2 tháng trở lại với bóng đá, vận đen không buông tha Việt Thắng. Anh dính chấn thương dây chằng sau một lần đi đá phủi. Chính thầy Calisto đã thuyết phục bộ thắng của câu lạc bộ Đồng Đăng Long An đưa anh sang nước ngoài điều trị và trao cơ hội cho Việt Thắng. Để rồi V-League 2006, chính Việt Thắng đã ghi bàn quyết định giúp Đồng Đăng Long An lên ngôi vô địch trong một mùa giải nghẹt thở. Khi vòng đấu cuối cùng, có đến 4 đội bóng có cơ hội vô địch. Đó là bàn thắng đánh dấu sự trở lại của Thắng Bế sau những chuỗi ngày đen tối. Ở cấp độ đội tuyển, phải đến năm 2007, Việt Thắng mới được huấn luyện viên Riddle triệu tập vào danh sách đội tuyển chuẩn bị tham dự Asian Cup. Tuy nhiên, anh lại bị ông thầy người Áo gạch tên trước giải đấu. Nhưng Thắng Bế chỉ thực sự bùng nổ ở AFF 2008. Huấn luyện viên Calisto quyết định triệu tập anh cho giải đấu đó. Không phụ sự kỳ vọng của thầy Tô, Việt Thắng đã có màn trình diễn tuyệt vời khi được xếp đặt cặp với Công Vinh trên hàng công. Đối với mỗi tiền đạo, cái tôi cá nhân luôn rất lớn và được phép xử lý cá nhân trong mọi tình huống. Nhưng ở Việt Thắng, người hâm mộ lại thấy một lối chơi ăn ý, chịu làm tường đập nhà và luôn chơi bóng với tinh thần đồng đội rất cao. Đây cũng là lý do mà huấn luyện viên Henrique Calisto luôn xem chân sút cao 1m77 như sự lựa chọn lý tưởng để đá cặp cùng các cầu thủ khác mà điển hình là Công Vinh trên hàng công. Sau thành công cùng đội tuyển Việt Nam với chiếc vô địch AFF Cup 2008, Việt Thắng ngược ra miền Bắc thi đấu cho Zvezda Ninh Bình. Chưa hết hợp đồng 3 năm, anh được BKM Bình Dương mua về cuối năm 2011 với mức giá 9 tỷ đồng. Sau giai đoạn đi V-League 2012, chủ yếu ngồi trên ghế dự bị, tới giai đoạn lượt về V-League 2012, Việt Thắng chuyển đến thi đấu cho Thanh Hóa theo hình thức cho mượn từ câu lạc bộ chủ quản. Trở lại Bình Dương sau nửa năm thi đấu cho Thanh Hóa, anh tiếp tục chuyển đến câu lạc bộ cũ Đồng Tâm Long An với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Sau một mùa giải thi đấu với phong độ ổn định, ngày 14 tháng 10 năm 2013, Đồng Tâm Long An đã đàm phán thành công với Bình Dương về việc chuyển nhượng Việt Thắng với mức phí không được tiết lộ. Thế nhưng, chấn thương ngay trước mùa giải 2014 cùng với phong độ nghèo nàn khiến Việt Thắng bị câu lạc bộ Đồng Tâm Long An thanh lý hợp đồng. Và đến ngày 8 tháng 11 năm 2014, anh tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu sân cỏ sau 17 năm thi đấu. Trải qua hơn 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, Việt Thắng nói lời chia tay sự nghiệp quần đùi áo số với hàng loạt danh hiệu đầy vinh quang. Nhiều đồng nghiệp khác nhìn thấy đã thèm, như giành chức vô địch V-League trong áo Hoàng Gia Lai mùa giải 2002-2003, hay Đồng Tâm Long An mùa giải 2005-2006 và 2006-2007, cùng vô số giải thưởng cá nhân khác, và đặc biệt là cùng đội tuyển Việt Nam lên đỉnh tại AFF Cup 2008. Chia tay nghiệp cầu thủ, Việt Thắng tham gia công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Anh chính là thầy của những Đức Trinh, Thái Quý hay Xuân Tú. Mùa giải 2019, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trở lại nắm vị trí thuyền trưởng tại SHB Đà Nẵng và mời Việt Thắng về làm trợ lý cho mình. Đây được xem là bước ngoặt của cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng khi lần đầu chuyển sang công tác huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp, một bước tạo đà mới của anh trong tương lai. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Việt Thắng đã mang tới những cảm xúc vui buồn với người hâm mộ, là một mẫu trung phong đích thực được so sánh với Lê Huỳnh Đức. Nhưng Việt Thắng cũng có những rắc rối hậu trường khiến sự nghiệp của anh gặp nhiều sóng gió. Tuy nhiên, với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Nguyễn Việt Thắng xứng đáng là một trong những tiền đạo hay nhất mà bóng đá Việt Nam sản sinh. Còn với huấn luyện viên Calisto, Việt Thắng từng chia sẻ: "Với cá nhân tôi, huấn luyện viên Calisto còn hơn cả một người thầy. Đó như là người cha mà tôi luôn kính trọng, người giúp tôi sửa chữa những sai lầm và trở thành chững chạc hơn trên sân cỏ. Nếu không có huấn luyện viên Calisto, chưa chắc đã có Việt Thắng bây giờ. Tôi luôn mong muốn trở thành một nhà cầm quân vừa có tài, vừa có đức như ông ấy."
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.